Đầu tiên chúng ta sẽ làm ổ đẻ bằng dây ni lông. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ là cái bông tua mà các em bé tiểu học hoặc là cấp 2 hay dùng để múa không, thì mình sẽ dùng cái này để mà làm cho cá đẻ. Ngoài ra thì mình có thể dùng cây lục bình, là do cây lục bình có rễ dài nhỏ và mềm. Khi mà cá trống nhí cá mái thì cá mái có thể cọ mình vào trong rễ cây và sẽ kích thích cho cá mái đẻ. Dưới khu vực của mình đó thì lục bình có rất là nhiều nhưng mà mình không có sử dụng vì những lý do sau đây. Cái thứ nhất là do nước bông dơ, là do cái rễ cây nó sẽ mục vào đất xuống. Cái thứ hai là dù vệ sinh sạch nhưng mà mình vẫn rất là ngại cái vi khuẩn bám trên cái thân cây lục bình khi mà mình lấy từ sông ao về thì sẽ làm hại cá như là cá con. Cái thứ ba đó là cây lục bình sẽ chiếm diện tích rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình mang lục bình về thì mình phải tắt những cái cây rì rì ra và chỉ để cây con thôi. Như vậy thì cái cây nó sẽ không có đứng được và nó sẽ không có nhúng hết cái rễ xuống, mà có những trứng nó bị nhô lên và không có nở được. Lý do thứ tư là do mình làm miếng đi lấy nên mình đã làm thật là nhiều ổ đẻ bằng ni lông. Sau một đợt nở thì mình có thể rửa sạch lại để mà dùng sử dụng lại. Về cách làm thì mình nghĩ là các bạn đã quá rành rồi, nhưng mà mình chỉ cần lưu ý một tí thôi, là khi mà tước các bạn đừng tước quá nhuyễn. Các bạn tước sau mà từng sợi nó có chiều ngang bằng 2 hoặc 3 cái tâm nhập lại, như vậy để cho trứng cá có cái chỗ bám. Và nếu mà quá dày á thì mà cọ vào thân cá nhiều thì sẽ làm cho tổn thương thân cá, nên các bạn làm chú ý. Đây là cái ví dụ về cái bông tua mình đã làm cho cá của mình đẻ.